Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ môi trường trong khai thác chế biến khoáng sản là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, dù ở bất cứ quy mô công suất và địa điểm nào. Do vậy, trong khai thác và chế biến khoáng sản, việc bảo vệ môi trường phải được quan tâm đúng mức nhằm đạt được yêu cầu phát triển bền vững. Trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản, môi trường không khí tại các khu vực khai thác khoáng sản và vùng lân cận thường xuyên bị ô nhiễm do bụi, khí nổ và tiếng ồn phát sinh ở hầu hết các khâu sản xuất. Nguồn phát sinh bụi lớn nhất là từ các khâu sàng, chế biến, vận chuyển khoáng sản. Lào Cai được biết đến là tỉnh giàu tài nguyên khoáng sản với hơn 130 mỏ, điểm mỏ, trên 30 loại khoáng sản khác nhau. Trong đó có nhiều mỏ quặng, có trữ lượng lớn và có giá trị cao như mỏ apatit, mỏ đồng xin quyền, mỏ sắt Quý Sa. Xác định được nguồn tài nguyên quý của quốc gia, nên trong khai thác chế biến sâu, Lào Cai luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Trên Lào Cai này, với một cái lợi thế về khoáng sản trên đấy thì chúng tôi cũng đã chú trọng vào công nghiệp, phát triển công nghiệp và tập trung vào những cái năm gần đây là tập trung vào công nghiệp mà khai thác và chế biến khoáng sản. Đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã hình thành được các cái khu cụm công nghiệp và đưa các nhà máy sản xuất về khai thác và chế biến khoáng sản vào khu, đặc biệt là chế biến sâu vào khu công nghiệp sản xuất tập trung. Trên cơ sở là các cái nhà máy và các cái khai trường khai thác khoáng sản đấy thì chúng tôi tập trung vào tuyên truyền cho các cái đơn vị hoạt động trong cái lĩnh vực công thương, như là các cái hình thức như là tuyên truyền vào những cái ngày về môi trường thế giới. Là đơn vị chuyên khai thác và chế biến sâu quặng apatit để tạo ra các sản phẩm phân lân nung chảy và phân bón LBK đa dụng, doanh nghiệp này đã gắn sản xuất với bảo vệ môi trường trong cả khai thác và chế biến. Ngoài việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, doanh nghiệp còn chủ động lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường online, kết nối với hệ thống giám sát của cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Doanh nghiệp này cho rằng làm tốt về công tác bảo vệ môi trường cũng chính là đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất phân lân cũng như trong khai thác mỏ thì chúng tôi cũng luôn chú trọng đến vấn đề môi trường. Hiện tại chúng tôi đã lắp đặt hệ thống quan trắc online, đó chính là hệ thống quan trắc liên tục hệ thống khí bụi khí thải của nhà máy. Đơn vị chúng tôi cũng tự nhận thấy rằng là đây là một việc cần thiết đảm bảo cho bản thân chúng tôi đã là chúng tôi đã kiểm soát được cái vấn đề về môi trường. Cái thứ hai là các cái thông số đó thì cũng để chúng tôi là tăng được cái hiệu quả hiệu suất của chúng tôi lên. Các mỏ khai thác khoáng sản và nhà máy chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện thải ra một lượng nước thải lớn. Nước thải này chứa nhiều kim loại nặng, nếu không xử lý tốt sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp tiến hành nâng cấp mở rộng quy mô xử lý tại các mỏ, mục tiêu đảm bảo 100% lượng nước thải được xử lý đạt quy chuẩn mới được phép xả thải ra môi trường. Chúng tôi đã xác định được cái sự phát triển bền vững của công ty là luôn gắn liền với công tác bảo vệ môi trường. Và chúng tôi cũng đề ra một số cái phương án để thực hiện việc đó. Đầu tiên là về con người thì chúng tôi đã đào tạo và xây dựng một cái đội ngũ cán bộ có trình độ cao am hiểu về môi trường. Và chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức học tập hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên về ý thức bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng đã chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như lắp đặt các hệ thống quan trắc online, các công trình xử lý nước thải tập trung, các công trình thu gom chất thải rắn cũng như công trình lưu trữ chất thải nguy hại. Theo báo cáo của các sở công thương, hiện nay trên cả nước có khoảng 120 hồ chứa quặng đuôi với 109 đập chắn bãi thải thuộc 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành thông tư 41/2020 quy định về quản lý vận hành các hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong khai thác chế biến khoáng sản, trong những năm qua, ngành công thương đã nỗ lực trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các điểm nóng về môi trường và từng bước kiểm soát các nguồn thải trong các ngành công nghiệp khai khoáng. Tuy nhiên, bên cạnh các chế tài, các doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản cần nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, chủ động đổi mới công nghệ, hướng tới sản xuất sạch hơn, tiết kiệm tài nguyên để phát triển bền vững.